Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chợ đầu mối lớn nhất thủ đô chủ động phòng chống dịch. Nhiều địa phương ở Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Tuyên Quang đảm bảo an toàn hồ chứa đập thủy lợi trong mùa mưa lũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất thủ đô nên hàng ngày tại chợ này có hàng nghìn lượt người qua lại buôn bán. Chính vì vậy mà công tác phòng và chống dịch bệnh COVID-19 ở đây càng được đặc biệt quan tâm. Cùng với việc thường xuyên nhắc nhở người dân giữ ý thức chung, Ban Quản lý chợ Long Biên lắp đặt hệ thống phun dịch khử khuẩn tự động ở ngay tại cổng chợ ra vào như thế này. Theo Ban Quản lý chợ Long Biên, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý chợ tổ chức tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh của chợ 11 lượt một ngày, lắp đặt 20 điểm rửa tay, bố trí 100 chai nước sát khuẩn, 300 chai nước rửa tay để các hộ kinh doanh, người giao dịch tại chợ thực hiện khử trùng, đồng thời phát miễn phí 20.000 khẩu trang cho khách vãng lai và các hộ kinh doanh. Chiều thứ 6 hàng tuần, tổng vệ sinh và phun thuốc phòng dịch, rắc vôi bột khử khuẩn trên địa bàn chợ. Với việc chủ động phòng chống dịch tại chợ Long Biên đã góp phần đảm bảo được việc cung ứng hàng hóa nông sản cho thủ đô và vùng lân cận không bị gián đoạn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Thời gian qua, khi Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn, thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tập trung truy vết các đối tượng F1, F2. Trong đó, tổ giám sát cộng đồng đã thực sự phát huy được vai trò trong việc truy vết F1 để khoanh vùng, cách ly, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để góp phần ngăn chặn và khống chế dịch trên từng địa bàn. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng là công việc hàng ngày của tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Với 30 tổ giám sát được kích hoạt thuộc 10 trên 16 xã thị trấn, mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình. Những trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm sẽ được tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 trong cộng đồng giám sát phát hiện để kịp thời tổ chức cách ly và thường xuyên theo dõi sức khỏe hộ gia đình. Tổ giám sát COVID này nó như là một chân rết đối với chính quyền địa phương khi về các cái địa bàn và người ta nắm rõ được từng hộ từng nhà để giám sát và phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp nào nghi để ban chỉ đạo kịp thời báo cáo cấp trên để có cái tình huống xử lý kịp thời hơn. Giai đoạn 3 tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội ghi nhận một trường hợp là K867 mắc COVID-19. Cùng với đó, huyện Thanh Trì ghi nhận 24 trường hợp nghi nhiễm, liên quan có 54 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi ngờ, 138 trường hợp F2. Huyện Thanh Trì, Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, giám sát tại bệnh viện và cộng đồng để phát hiện điều tra. Khu vực điểm nóng ghi nhận ca bệnh nghi nhiễm cũng vẫn được giám sát thường xuyên. Lực lượng giám sát tại cộng đồng được xem như là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Tổ COVID này là nó cũng là hỗ trợ rất là tốt cho bên cái kênh gọi là kênh xác minh và truy vết những cái trường hợp mà nghi mắc COVID cho địa bàn trên địa bàn của xã thì kịp thời để phát hiện những trường hợp sớm nhất và khoanh vùng và xử lý dịch theo quy định. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Tổ giám sát cộng đồng góp phần lớn trong việc tuyên truyền về tác hại của dịch COVID-19, qua đó nâng cao nhận thức của người dân tại địa bàn dân cư. Chính sự tham gia tích cực của tổ giám sát và tuyên truyền về phòng chống COVID-19 tại quận huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ góp phần khống chế và đẩy lùi đại dịch. Nhằm công khai minh bạch số tiền hàng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức cá nhân, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền theo đúng quy định. Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp nhận, sử dụng tiền hàng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức cá nhân phải đảm bảo tính công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo không trùng lặp trong việc thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch giữa nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện với nguồn ngân sách nhà nước. Kết thúc đợt chống dịch, các cơ quan đơn vị tiếp nhận quản lý sử dụng tiền, vật tư y tế có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Được biết, hiện Đà Nẵng đã giao cho một số cơ quan đơn vị làm đầu mối tiếp nhận và phân bổ tiền hàng ủng hộ phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường và đang tạo ra các môi trường nguy cơ lây nhiễm cao như là bệnh viện, khu cách ly. Làm thế nào để giảm thấp nhất sự tiếp xúc của con người trong những môi trường nguy hiểm như vậy?
Xuất phát từ mục đích này, các nhóm nghiên cứu trường Đại học Phenica tại Hà Nội đã sáng chế ra các robot diệt khuẩn đa chức năng. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm sáng chế robot made by sinh viên sảng viên Đại học của Việt Nam. Những hình ảnh thường thấy, nhưng trong một tương lai rất gần, những cán bộ nhân viên y tế sẽ không phải trực tiếp làm công việc này nữa mà nhường lại cho robot. Đây là sản phẩm được nhóm kỹ sư và giảng viên trường Đại học Phenica nghiên cứu chế tạo trong hơn một tháng. Robot có thể chạy tự động trên đường đi lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa, sử dụng công nghệ cảm biến nên tránh được người và vật cản trên đường đi. Với thiết kế hệ thống bình chứa dung dịch khử khuẩn lên tới 30 lít, vòi phun chĩa nhiều hướng, cho phép lan tỏa tối ưu nhất dung dịch diệt khuẩn ở các không gian khác nhau. Bên cạnh đó, robot còn được tích hợp hệ thống đèn diệt khuẩn tia UVC. Người ta sẽ một là sử dụng dung dịch khử khuẩn, hai là sử dụng UV. Nhưng mà trong những cái môi trường mà nó đặc biệt nguy hiểm thì mình có thể kết hợp cả hai. Thì cái tia UV nó làm cho các cái màng tế bào nó yếu đi. Xong sau đó thì tác dụng của cái dung dịch khử khuẩn thì nó sẽ là triệt để hơn rất là nhiều. Còn đây là một robot diệt khuẩn khác cũng do sinh viên và giảng viên trường Đại học Phenica chế tạo. Robot có tên 3-in-1 bởi được tích hợp tới 3 chức năng diệt khuẩn bằng tia UVC, diệt khuẩn bằng dung dịch diệt khuẩn và lau sàn diệt khuẩn. Thiết kế nhỏ gọn, cơ cấu phun xương linh hoạt, đặc biệt hệ thống phun xương tập trung trên đỉnh cho phép robot đứng tại chỗ và phun được nhiều điểm cách xa đến 3,5m. Sử dụng động cơ dẫn động 200W, robot này có thể hoạt động trong 2 giờ liên tục. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh và mạnh như hiện nay, việc sử dụng những robot này sẽ giảm số người dọn vệ sinh, khử khuẩn tại những khu vực có nguy cơ lây bệnh cao. Tương lai, các nhóm nghiên cứu sẽ còn có thể phát triển robot phát thuốc, robot y tế khác. Vâng, nếu mà chúng ta nhìn vào cái cách mà các bạn sử dụng các sensor, sử dụng LiDAR hoặc là sử dụng các cái camera hồng ngoại, tử ngoại, nhưng cũng như là sử dụng cái UVC. UVC là những cái mà kết quả mới nhất của các nghiên cứu trên thế giới về sử dụng đèn tử ngoại, trong đó trong đèn tử ngoại để diệt các cái vi khuẩn. Thế thì cái đấy là một cái điểm rất là tốt. Hiện các nhóm nghiên cứu đang tiếp tục điều chỉnh, cải tiến những điểm còn hạn chế trong thiết kế và công nghệ, để trong thời gian sớm nhất, robot sáng chế bởi trường đại học sẽ trở thành những sản phẩm ứng dụng rộng rãi phục vụ cho cộng đồng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có công văn yêu cầu các cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung Thu 2020. Cụ thể, đối với thời gian trước Tết Trung Thu, Tổng cục Quản lý Thị trường lưu ý các cục quản lý thị trường địa phương cần tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các loại nguyên liệu làm bánh Trung Thu, nhất là nhân bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu, để kịp thời ngăn chặn các hành vi sản xuất không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đối với thời gian trong dịp Trung Thu, cần tăng cường công tác hậu kiểm đối với mặt hàng bánh Trung Thu lưu thông trên thị trường. Còn sau dịp Tết Trung Thu, cần chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng. Nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời đình chỉ lưu thông sản phẩm, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay câu chuyện những người nông dân trở thành tỷ phú đã không còn xa lạ. Nhưng có một điều rất đáng trân trọng là họ không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn góp phần tạo nên sự phát triển chung cho cộng đồng dân cư khi giúp những người nông dân khác làm giàu trên chính quê hương mình. Đó là câu chuyện của hai người nông dân thời kỳ 4.0 rất đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây. Từ những cây nhãn trồng rất bình thường trong vườn nhà, manh mún, nhỏ lẻ, giờ đây nhãn miền thiết hay còn gọi là nhãn chín muộn đã trở thành sản phẩm OCOP của địa phương, được biết đến rộng rãi ở thị trường cả trong và ngoài nước. Người có công lớn đưa nhãn nơi đây trở thành đặc sản và giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao là ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Tử, huyện Quế Châu. Ngoài việc ươm trồng, nhân giống, ông Thế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập tổ hợp tác với gần 200 thành viên. Tiếp đó là hợp tác xã Nhãn Miền Thiết gồm 30 thành viên với diện tích là 75 ha. Từ những cái mô hình của đồng chí Thế, thì cho đến tại thời điểm này, xã Hàm Tử có 10 tổ hợp tác và cũng là do nông dân đứng lên làm nòng cốt. Hiện tại thì Hàm Tử có 200 hectare nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đã được cấp 2 vùng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục mở rộng
diện tích sản xuất nhãn Việt Gáp thêm 100 hecta nữa trên 320 hecta nhãn của Hàm Tử hiện nay. Không chỉ giúp các thành viên trong hợp tác xã mà hàng năm gia đình ông Thế cũng đã thu hút và giải quyết việc làm cho 25 người lao động với thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng một người một tháng, giúp cho nhiều hộ thoát nghèo. Cũng như ông Thế, anh Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, cũng là một nông dân 4.0 khởi nghiệp thành công từ đất quê hương. Khởi nghiệp từ đất, rơm, bùn cưa trên diện tích 8.000m2, anh Tú đã trồng trên 20 vạn bịch nấm các loại mỗi năm, cung cấp 30 tấn nấm tươi các loại và nhiều sản phẩm khác từ nấm. Tổng thu nhập trên 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận thu từ 350 đến 400 triệu đồng một năm. Không đi một mình, anh muốn nhiều người trẻ quê mình cũng gắn bó với quê hương như anh. Và hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú ra đời để kết nối những người khởi nghiệp từ nấm như anh. Anh đã tạo việc làm cho trên 30 cá nhân đang lao động tại hợp tác xã. Từ hồi mà anh ấy thành lập được ra cái khu vực làm nấm như thế này này, giúp đỡ được anh em rồi chị em, nhất là chị em trong trung tuổi ấy. Mỗi một tháng ấy thì em chúng tôi mà làm được trên 20 công là được hơn 6 triệu. Ngoài ra, anh Tú đã thành công khi chế biến nhiều sản phẩm từ nấm như trà linh chi, cao linh chi, viên hoàn linh chi, cao gắm, bột bao tử linh chi. Các sản phẩm này đã có mặt trên khắp thị trường cả nước. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ cao trong trồng nấm, anh Tú lại mạnh dạn đầu tư học hỏi để phát triển cao hơn với mô hình đông trùng hạ thảo. Sau thời gian thử nghiệm, anh Tú dự kiến năng suất sẽ đạt khoảng 5 tạ tươi đông trùng hạ thảo một năm, ước tổng doanh thu khoảng 3 tỷ đồng. Sự nỗ lực mạnh dạn của các cá nhân trên được ghi nhận không chỉ bằng những giấy khen, bằng khen hay danh hiệu, mà điều quan trọng là họ đã cho thấy nông dân Hưng Yên cũng đã và đang sẵn sàng hội nhập trong thời kỳ 4.0 để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại hơn. Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020 là chương trình lớn của tỉnh, thể hiện tính nhân văn, chia sẻ khó khăn với người có công và hộ nghèo, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi hoàn thành đợt 1, xây dựng gần 700 nhà ở cho người có công và hộ nghèo, tỉnh đã có quyết định đợt 2 hỗ trợ thêm 880 hộ xây dựng nhà ở. Với sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các cấp ngành địa phương, đến thời điểm này có tới trên 80% số hộ đã hoàn thành. Trong đợt này, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi có tới 20 gia đình, người có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đây cũng là địa phương có số hộ nghèo và người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhiều nhất tỉnh. Do thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu rà soát thẩm định và đôn đốc các hộ đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nên đến thời điểm này, hầu hết các hộ trong xã đã cơ bản hoàn thành. Em rất phấn khởi, chẳng bao giờ nghĩ đến xây được nhà ở. Rất cảm ơn tỉnh với huyện đã hỗ trợ em ạ. Em cố gắng làm ăn, nuôi các cháu ăn học thoát nghèo ạ. Ngay khi có quyết định của Ủy ban tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động là các hộ là tập trung xây dựng đảm bảo đúng tiến độ. Theo quyết định hỗ trợ là 80 triệu. Tuy nhiên thì hầu như tất cả các hộ thì đều có cái sự hỗ trợ thêm của người thân rồi các đoàn thể tập trung thì có những hộ mà hỗ trợ được lên khoảng 70-80 triệu. Những công trình mà đã hoàn thiện rồi là khá là khang trang. Đến thời điểm này thì đã có 19 hộ là hoàn thiện là 100% công trình. Thế còn lại một hộ thì đang tổ chức xây dựng và cũng trong một vài ngày tới thì cũng hoàn thiện. Đến thời điểm này, ngoài 40 hộ xin rút không xây dựng, toàn tỉnh đã có trên 600 gia đình đã xây dựng xong. Các hộ còn lại đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như lợp mái, lát nền, phấn đấu hoàn thành trong những ngày tới. Trong đó có nhiều địa phương hoàn thành xây dựng nhà ở đạt tới 90% như huyện Ân Thi, Phù Cừ, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hảo. Xây dựng nhà ở cho người có công và người nghèo, đây là một cái chủ trương rất là đúng, hợp lòng dân cho nên là cả xã hội vào cuộc, khơi dậy cả từng mỗi gia đình trong tình cảm làng xóm. Chúng tôi giao ban thường xuyên, nghe tin những cái gia đình nào mà khó khăn, không có điều kiện xây thì đều cử cán bộ xuống tận nơi và tìm hiểu rõ nguyên nhân và lý do làm sao mà lại không xây được. Thế rồi những cái nơi mà chưa chuyển tiền kịp thời, chúng tôi cũng kịp thời xuống tận nơi kiểm tra giám sát để gửi đến cho nhân dân. Chúng tôi phấn đấu là trong hết tháng 8 này thì sẽ quyết toán và gửi nốt cái tiền mà như đã cam kết để gửi cho nhân dân để nhân dân hoàn thành cái việc xây nhà.
Đến nay, các địa phương đã làm thủ tục chuyển gần 20 tỷ đồng hỗ trợ đợt 1 cho các hộ với mức 20 triệu đồng một hộ theo quy định. Trong đó, riêng huyện Ân Thi đã chuyển được trên 7,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 223 hộ. Nhiều hộ hoàn thành xây dựng nhà ở cũng đã nhận đủ số tiền là 80 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình người có công, hộ nghèo, mà đó còn là tình cảm, sự sẻ chia của các cấp chính quyền, đoàn thể, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh với mong muốn hỗ trợ động viên các gia đình vượt qua khó khăn để có cuộc sống ngày càng đảm bảo, ổn định hơn. Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn và chủ động các phương án phòng chống ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các ban quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn, tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình theo đúng quy định hiện hành. Là một trong những công trình thủy lợi có diện tích lớn nhất trên địa bàn, công trình thủy lợi Ngòi Là 2 ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1975. Trước đây, toàn bộ hệ thống đê bao của hồ chỉ là đê đất, mái thượng lưu và hạ lưu có nhiều điểm bị sạt lở, tràn xả lũ, có hiện tượng nứt gãy nhiều đoạn gây mất an toàn. Đến năm 2019, công trình đã được gia cố sửa chữa với tổng kinh phí gần 48 tỷ đồng. Hệ thống đê bao được kè đá kiên cố, tràn xả lũ được nâng cấp, mở rộng. Tổng diện tích tưới một năm của nó là hơn 700 ha trên một năm. Công trình có mức độ an toàn rất là cao. Cái tràn của nó là tràn tự do, cho nên là khi mưa lũ đến đỉnh cột nước tràn là nó sẽ tràn tự do. Đội sẽ thay phiên thường trực trong mùa mưa lũ và thường xuyên kiểm tra công trình để phát hiện những cái hư hỏng. Trong những năm gần đây, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được đầu tư xây dựng, song do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa được đầu tư đồng bộ. Số lượng công trình tạm chiếm trên 47% tổng số công trình của toàn tỉnh, thường xuyên bị hư hỏng sau mùa mưa lũ. Hệ thống kênh đất còn chiếm tỷ lệ lớn và thường xuyên chịu tác động của điều kiện tự nhiên, mưa lũ nên bị sạt lở, vùi lấp, gây thất thoát nước lớn, làm giảm hiệu quả tưới của công trình. Hàng năm thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Tuyên Quang là chủ động theo dõi về thời tiết và chỉ đạo cán bộ kỹ thuật để bám sát cơ sở để hướng dẫn các Ban Quản lý Công trình Thủy lợi cơ sở và tổ chức kiểm tra các công trình kịp thời phát hiện những hư hỏng để có phương án xử lý ngay. Đối với những hư hỏng lớn mà nguồn kinh phí của cơ sở không đáp ứng được thì Ban Quản lý cũng chỉ đạo các Ban cơ sở là tổng hợp báo cáo Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Tuyên Quang để Ban Tuyên Quang tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét để hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Toàn tỉnh hiện có 2.882 đầu điểm công trình thủy lợi và hơn 3.700 km kênh mương cấp nước phục vụ sản xuất. Theo rà soát, có 463 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn, cần phải đầu tư sửa chữa. Tỉnh đã bố trí các nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp hàng chục công trình với tổng kinh phí hơn 332 tỷ đồng. Hiện còn khoảng hơn 400 công trình thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp, chưa được bố trí kinh phí để sửa chữa. Thưa quý vị và các bạn, tình huống giao thông trong đoạn clip sau được ghi lại tại khu vực cầu Niệm, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức gây sự chú ý của người xem. Theo đó, một người đàn ông chạy xe máy khi đến ngã tư đã rẽ trái không chú ý quan sát, đã bị xe container chạy cùng chiều đâm trúng. Hậu quả là thanh niên đi xe máy bị đâm văng xuống đường, nằm im bất động. May mắn người đàn ông không gặp chấn thương nghiêm trọng, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Tình huống va chạm này chắc chắn là bài học nhớ đời đối với người đàn ông, luôn quan sát cẩn trọng và không cầu thả tạt đầu các xe có trọng tải lớn. Mới đây trên quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, đội phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên kiểm tra và phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 15C31211 có vận chuyển hàng hóa nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Qua kiểm tra, số hàng hóa vi phạm gồm 30.000 chiếc buji xe máy, 50 chiếc màn hình máy tính và 100 chiếc máy lau nhà do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Lý Văn Mạnh đã không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô. Đồng thời, khai nhận số hàng trên là do Nguyễn Đăng Cường, sinh năm 1980, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang làm chủ thuê vận chuyển. Hiện số hàng trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Nhìn từ Phố Hiến cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Những việc cần làm khi học sinh bị sốt.